3. Number one, listen and repeat. Chúng ta tiếp tục đến với phần đọc câu và nhấn trọng âm một số từ. Thì vẫn như những kiến thức cũ, chúng ta sẽ nhấn vào các từ để hỏi, các danh từ, động từ chính và tính từ của câu. Bây giờ, chúng ta thấy rằng ở câu này, what's the matter? Thì từ what và từ matter được nhấn. Tiếp theo, câu số 2, what should I do? Thì từ what và từ do được nhấn. Các em hãy tự luyện tập và thực hành nhé. Bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe các câu và gạch chân từ âm điểm trọng âm và người ta chưa lại. Bây giờ xin mời các em cùng chú ý lắng nghe. Em đã nghe xong. Ở đây chúng ta sẽ thiếu câu đầu tiên, chúng ta sẽ thiếu từ today. Tiếp theo, từ back, từ go và từ what. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 3, đến với một bài về để luyện tập lại các cụm và cấu trúc cũng như cách nhấn nhá các từ trong câu. Xin mời các em hãy chuẩn bị. Xin mời các em cùng tiếp tục đến với phần 4, Read and Match, đọc và nối. Ở đây chúng ta sẽ đến với một chủ đề, What should you do when you are not well? Bạn nên làm gì khi bạn không khỏe? Chúng ta thấy có 3 nhân vật, mỗi nhân vật lại bị có một vấn đề sức khỏe khác nhau. Đầu tiên, When you have toothache, you should go to the dentist. You should brush your teeth regularly and you should not eat ice cream very often. Khi bạn bị đau răng, bạn nên đến gặp bác sĩ, bạn nên chải răng thường xuyên và bạn không nên ăn kem thường xuyên. When you have a headache, you should have a rest. You should take some medicine and you should not watch too much TV. Khi bạn bị đau đầu, bạn nên nghỉ ngơi, bạn nên uống thuốc và không nên xem nhiều TV. When you have a sore throat, you should go to the doctor. You should rinse your mouth with salt water. You should drink warm water. Khi bạn bị đau họng, bạn nên đi gặp bác sĩ. Bạn cũng nên súc miệng với nước muối. Bạn nên uống nước ấm nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cân đối theo problems những vấn đề sức khỏe và advice lời khuyên. Number one, toothache. Đánh răng, bị đau răng thì chúng ta sẽ đối với mục A. You should brush your teeth regularly. Đánh răng thường xuyên này. You shouldn't tức là không nên đúng không ạ? Và should là nên. You shouldn't eat ice cream very often. Bạn không nên ăn kem thường xuyên. Headache.
đau đầu. Đau đầu thì chúng ta sẽ have a rest, nên nghỉ ngơi. And shouldn't watch too much TV, không nên xem quá nhiều TV. About sore throat, tức là bị đau họng mà, thì you should drink warm water, nên uống nước ấm. And nên chúng ta đề cập đến uống nước ấm thôi, còn không có súc miệng. Tuần 5, let's write. Write about health problems and advice. Viết về những vấn đề sức khỏe và lời khuyên. Ở đây chúng ta sẽ viết lần lượt. Mình has a headache. He should or shouldn't. Chúng ta sẽ viết về bạn Minh nhé. He should have a rest. He shouldn't. Các em tương tự tương tự đúng không ạ? He shouldn't watch too much TV. Ok, cô hướng dẫn thêm cho chúng ta về trường hợp bị đau đau họng nhé. Link has a short throat. She should drink warm water. She shouldn't eat ice cream. Ở Linh bị đau họng thì nên uống nước ấm và không nên ăn ăn kem. Phần six là phần project. Các em sẽ tự thực hành dự án ở trên lớp với nhóm những vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên. Chúng ta sẽ tiến hành một survey là khảo sát. Chúng ta sẽ chia nhóm thành 4 đến 5 bạn và lần lượt hỏi các vấn đề sức khỏe của bạn là gì và mình đưa ra lời khuyên. Cấu trúc đưa ra lời khuyên thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là chủ ngữ là he hoặc là she, should cộng với nguyên thể một hoạt động gì đó. Và nếu yêu cầu khuyên người ta không nên thì chúng ta sẽ dùng là shouldn't cộng verb. Được chưa? Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.